Rồi, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Xe Máy Giá Sỉ Sài Gòn. Thì trong video này sẽ tiếp tục báo giá dòng xe Honda Scoopy cho anh chị em. Thì chị em nào mình không thích cái kiểu dáng xe Vision nữa mà mình muốn lựa chọn một cái dòng xe nó mới mẻ và nó trẻ trung hơn thì mình có thể cân nhắc cái con Honda Scoopy này nha. Rồi, về thiết kế thì con này nó khác với Vision, thì nó sẽ có một cái thiết kế bo tròn, nó mềm mại hơn là Vision, có cái thiết kế góc cạnh một chút xíu. Ở phần đầu xe thì mình sẽ có một cái thiết kế đèn tròn như thế này, hai bên là đèn xi nhan nè, giống như là cái trái thận vậy đó chị em. Rồi, phía trước thì mình xe này nhập khẩu Indonesia nha, cho nên mình sẽ có cái chỗ để gắn biển số nè. Còn chị em nào không thích thì tìm cách mình tháo đây, chứ em cũng biết tháo sao hết trơn á. Rồi, mặt đồng hồ, đây, mặt đồng hồ đây. Đi rất là chậm sao giống như mặt tôi chi cho má. Nè, mặt đồng hồ đây thì nó sẽ kết hợp với đồng hồ cơ và đồng hồ kỹ thuật số bên đây. Hai phiên bản Scoopy mà cửa hàng bên em có là sẽ có một phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ sử dụng chìa khóa cơ nha chị em. Nè, nút ra nút vô nè. Rồi, cái phiên bản đặc biệt bên đây thì nó sẽ có xài là Smart Key nha. Rồi, về tiện nghi thì chúng ta sẽ có cái hộc để đồ nè. Để nước, để đồ đó tùy chị em. Đây, bên đây mình sẽ có cái hộc để đồ nè. Mà đặc biệt nói cho trong đây thì nó sẽ có tích hợp cả cái cổng USB luôn nha. Rồi, trong đây cái hộc để đồ rất sâu nha chị em. Sạc điện thoại, đồ này kia để trong đây thì chạy xe thì không sợ ăn cướp nó giật. Đó. Đây thì mình sẽ có cái đồ móc đồ ở đây nè. Rồi, ở đây yên thì nó vẫn sẽ giống nhau nha. Yên thì nó vẫn sẽ màu nâu. Đó, ngồi quậy tới quậy lui xong rồi khóa luôn cái yên rồi không biết mở sao đây. Cái yên ở bên trong nó vẫn nhau, cái yên nó rất là sâu nha. Đó. Không, sâu hỏng luôn, để được 2-3 cái nón bảo hiểm gì đó. Đúng không? 2-3 nón bảo hiểm gì đó. Rồi, đổ xăng thì nó đây nha, chịu khó nha. Chịu khó đổ xăng thì mình xuống xe mình đổ xăng nha. Đó, tay dắt nè, đã không? Tay dắt nó rất là chắc chắn luôn. Đó, rất là khỏe khoắn. Ở phía sau này thì đèn hậu nó cũng y chang luôn. Còn em về màu sơn. Màu sơn thì chị em thấy là biên ra cái bản tiêu chuẩn mà em vừa giới thiệu thì nó sẽ có màu đỏ với lại cái điểm nhấn sọc như thế này. Rồi, chị em nào mình thích cái kiểu mà nhám nhám thì mình có thể cân nhắc cái màu này nha. Đây là phiên bản đặc biệt nè, cái màu đen. Đó, Scoopy. Đó, đường điểm nhấn màu vàng, hoặc là chị em nào thích mà dạng màu kem thì mình có thể có con này nữa nha. Đó, màu đỏ, màu đen, nói chung là rất là nhiều màu. Rồi, nói vậy là nói quá trời nói luôn mà nãy giờ chưa có nói địa chỉ cửa hàng đúng không? Thì chị em nào mình muốn qua đây xem Scoopy thì mình sẽ đến số 327 đường Đăng Thúc Vịnh, phường Đông Thạnh, Hóc Môn. Đó, thành phố Hồ Chí Minh, đó cũng khá gần đó. Đi chắc cũng tầm tiếng, hơi nắng xíu. Đó, chị xuống đây sẽ xem tận mắt xe này. Rồi, đối với cái dòng Honda Scoopy hiện tại bên cửa hàng xe máy của em sẽ để lại cho chị em một mức giá rất là hợp lý và vô cùng ngon ở trong tháng 8 này. So với những tháng trước thì hiện tại Honda Scoopy bên em đã giảm tới 7 triệu đồng rồi. Ồ, một mức giảm rất là đáng cân nhắc đúng không nè. Rồi, đối với cái phiên bản mà tiêu chuẩn này á, thì cửa hàng bên em sẽ bán cho chị em mình mức giá là 48,8 triệu đồng, 48.800.000 đồng đối với cái phiên bản tiêu chuẩn mà xài chìa khóa cơ này nè chị em. Còn đối với cái phiên bản mà Smart Key xài chìa khóa thông minh này thì chị em sẽ mức cái giá đó là 51,8 triệu đồng, 51,8 triệu đồng nha. Đó, còn chị em nào mà mình muốn xài con này, xài con mua cái phiên bản này nhưng mà xài Smart Key thì mình có thể đổ lên Smart Key, giá đâu đó tầm 3-4 triệu một cái ổ khóa Smart Key này, hàng zin luôn nha, chứ không phải hàng lô đâu. Rồi, còn về trả góp thì chị em nếu mà mình trả cái mức em khuyến nghị chị em trả đó là mức 30% thì cái mức này chị em sẽ có được một cái mức lãi ngon nhất. Đó, còn chị em nào mà muốn trả trước để trả cho nhanh á, mình trả trên 50% hoặc là 50% tổng giá trị của xe, có nghĩa là giá lăn bánh đó, thì mình sẽ có được cái cà về gốc đó, nhưng mà mức lại thì nó sẽ không ngon bằng 10%, tất nhiên là nó sẽ chênh lệch không đáng kể, nhưng mà trả 10% thì nó sẽ là ok nhất nha chị em ha. Rồi, cảm ơn chị em đã xem. Rồi, chưa nữa, coi chị em thấy không, cái tướng em ngồi trên đây không, mặc dù là em là con trai nha, mấy anh trai mà thích mua xe này chạy cũng được nha, nhìn chạy cái biết bóng liền. À, lên nè, em cao là 1m65 nha, 1m65 ngồi rất là phù hợp luôn đó. Không, màu đỏ nè, outfit màu đỏ nè, xe màu đỏ nó nhìn nó sang không? Quá trời sang luôn đó. Rồi, cảm ơn chị em đã xem video các ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các anh em trong... Ủa sao hẹn gặp lại các anh em? Hẹn gặp lại các chị em trong những video tiếp theo.